Rồi chào anh em, thì nay mình dọn ra mấy cái máy lớn lớn với cái đồ linh tinh mình thanh lý nha nè. Đầu tiên cái mã số 1 mình thanh lý 1 triệu 8. Thì đây là một cái quạt inox. Quạt inox đường kính khoảng tầm là 30, đường kính chính xác là 30. Đó thì tình trạng nó là nó bị bể cái hộp nhựa nè. Đó, bị bể cái hộp nhựa này thôi. Hộp điện á nè, đó thì mình có dán keo mình gia cố nè. Ở hai là nó rơi nó cứng, nó móp cái khung. Móp nhẹ cái khung nè, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái cánh quạt nha anh em. Thì cái quạt này là sẽ là một cái quạt inox anh em sử dụng ở những cái môi trường độ ẩm ẩm ướt ha. Đó thì nó sẽ rất là dễ vệ sinh và nó không có bị rỉ sét, nó thẩm mỹ nữa. Thì con này sử dụng điện là 200V 3 pha, công suất là khoảng 560W. Đó, lưu lượng gió là 60 mét khối trên một phút. Nè, đường kính là 288 này nè, phi lồng ấy là 320, còn đường kính cánh là 288, nên là cái phần móp này nó sẽ không ảnh hưởng ha, toàn bộ nó sẽ là inox. Thì con này mình đang sử dụng điện là 3 pha thông qua biến tần. Thì anh em nào mà muốn xài qua một pha thì anh em câu cái tụ ở ngoài thì nó sẽ công suất từ 400 560, nó sẽ còn khoảng tầm là 400 nha nè, nó còn khoảng tầm là 400W đó, thì nó sẽ bị giảm công suất đó. Còn khi mà mình xài biến tần đủ luôn thì nó sẽ chạy đủ công suất ha, và nó sẽ có điều tốc. Còn anh em xài một pha điện nhà thì anh em lưu ý nha, nó bị giảm công suất rồi. Cái này chút nữa mình sẽ thử sau cho anh em. Thử sau thì những cái quạt thì mình sẽ thử riêng đi. Rồi, tiếp tục cái số 2. Số 2 này thì cái này trước mình có bán rồi, cái này nó nặng tới 17 kg lận. Thì anh em nào mà mua thì alo cho mình, bảo đảm giá rẻ không ngoài bãi. Thì cái cánh cây quạt này là mình có ghi cho anh em, để nhiều khi anh em không biết, anh em tưởng nó giống mấy cái quạt ngoài bãi anh em. Nó nặng tới 17 kg nha. Thì cái hình dáng này kia thì có thể, hoặc là cái màu sắc và cái hình dạng bên ngoài sơ anh em nhìn thì có thể anh em thấy nó giống như những cây ở ngoài bãi, nhưng mấy cây ngoài bãi nó chỉ khoảng tầm là 5 đến 6 kg đó. Còn cây này nó rất là nặng ha, mình có ghi cái số ký ở đây cho anh em nè. Hoặc là anh em nào đang có những cây quạt của anh em á mà giống giống, anh em thử cân xem nó có bằng như vậy không đó. Thì cái giá nó cũng khác nhau ha. Thì cái cây quạt này là cái cây quạt chống cháy. Chống cháy là sao? Là nó sẽ hoàn toàn kín, nó kín 100%, có nghĩa là cây quạt này anh em chạy ở những cái môi trường như là nhà máy bụi nè, bụi xi măng, hoặc là những cái bụi này kia, bụi trong cái ngành hóa chất đó, nó sẽ dễ gây ra tới cái trạng là nổ hạt bụi đó. Thì mình có thể sử dụng cái quạt này. Cái hai là môi trường như cây xăng, cái thứ ba nữa là ở ngoài chơi thì hoàn toàn nó có thể nó không bị ảnh hưởng bởi cái môi trường bên ngoài nha anh em. Nó cũng không có bị chập điện nữa. Ví dụ như nó chạy mà nó bị chập điện hoặc một sự cố nào liên quan về điện, nó sẽ không gây ra cái tia lửa ra bên ngoài ha. Tại vì mình ví dụ nhất như đơn giản nhất là trong một cái trường mà cây xăng đi, nó tạo ra cái tia lửa thôi, nó rất là dễ cháy, nên là người ta sẽ không có để cái tia lửa nó thoát ra ngoài. Thậm chí anh em đem cây quạt này anh em chạy dưới mưa cũng không sao, nên là nó thiết kế gần như là liền khối ha, gần như là liền khối nên nó rất là nặng. Đây, điện của nó sẽ là điện 100V nè. Đường kính cánh vẫn là 280 ha, điện là 100V một pha, công suất là 500W. Đó. Công suất là 500W ha. Rồi, thì anh em có thể nhìn thấy cái cọng dây nguồn này, nó to còn hơn cái cọng dây hàng của anh em nữa. Đó. Ví dụ như cái cọng dây ở đây, cái cọng ngón tay cái của mình thôi. Nó 500W thôi, tại vì nó thiết kế là để nó chống cháy anh em, nên nó rất là nhiều lớp nè. Đó, cái cọng dây điện và nó rất là nặng nha anh em. Nó nặng kinh khủng luôn. Đó. Đây, công suất là 510W. Cái này nó dính bụi nha anh em, bên ngoài nó rất là đẹp. Đó. Có một vài chỗ trầy không ảnh hưởng nè. Cái này tại mình để lâu nó dính bụi. Đó, công tắc chống cháy nè là hoàn toàn 100%, anh em chạy ngoài mưa không có sao hết đó. Cái quạt cái này nè, đó, mình nhấc lên rất là khó, gần như là không nhấc nổi một tay luôn. Anh em nhìn nè, nó phải có thiết kế là hai bên anh em xách mới nổi, còn thằng này nó chỉ có một cái thôi ha. Nó khoảng tầm 6-7 kg anh em. Còn con này rất là nặng. Đó. Nên là cái con này nếu mà anh em nào ở khu vực mà xưởng gỗ hoặc này kia, những cái bụi gỗ nhiều khi nó chạy nó dính vào cái motor, nó gây cháy, thì con này sẽ không có tình trạng đó nha anh em. Thì con này nặng tới 17 kg, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Đường kính cánh cũng là 30 rồi. Đường kính lồng là 30, 320, còn đường kính cánh sẽ là khoảng 208. Rồi, tiếp tục mã số 3. Cái đó hai cái đó chút test. Đường mã số 3 thì mình sẽ có giá là 616 m. Cái này gần như là thanh lý luôn nha anh em. Dây này là dây lõi phi trong 19 cuộn xi qua. Đây. Xi qua nè, phi 19 nè. Đâu rồi? Đây, để mình xay lại đi cho nó dễ. Xi qua nè. Xi qua phi 19. Đó, nó dài khoảng tầm là 16 m thì mình thanh lý giá 600 nha anh em. Dây này nó rất là nặng. Nó nặng hơn những cái dây đợt trước mình bán anh em, tại vì nó dày lắm, nó dày là tới khoảng 5 ly.
Nè, anh em nhìn nó tới 4 lớp nha. Một lớp là xong rồi tới cái lớp chị, rồi tới lớp một cao su màu đen, tới lớp chị, rồi tới lớp cái màu xanh. Đó, nó tới 4 đến 5 lớp. Thì khi mà anh em sử dụng cái dây này để anh em vận chuyển nước này, phim 19 ha, và nó chịu áp nữa, áp là 10 kg. Ví dụ như anh em có thể vận chuyển nhớt hoặc là dầu, anh em để trên cái mặt đường á, người ta chạy qua thì cái này nó sẽ không có bị đè xuống nha anh em. Đó, nó không có bị dập nát luôn ha. Còn khi mà cái kia nó sẽ bị ngắt quãng một cái thì anh em làm cái dây chuyền này kia ở ngoài trời này kia là vô tư, nó mềm chứ nó không có cứng, mặc dù anh em nhìn thấy cái lõi nó dày lắm, nó dày cực kỳ luôn. Đây nhìn thấy cái lõi nè, tới 5 lớp ha. Đó, mình bẻ lại luôn nè cho nó gập luôn, nó mềm lắm. Nó buông ra nè, gần như là nó không có cái gì luôn. Cuộn xoay qua nha anh em nào mà hay xài đồ Nhật thì sẽ biết cái hiệu thằng Siwa, chuyên sản xuất đồ hơi, đồ nói chung là máy rửa xe liên quan tới nước anh em, khớp nối nhanh của máy rửa xe thì mình cũng mua của thằng này, hãng này. Đó rồi. À, 3 mét 600 mã số 3 là khoảng 16 mét nha anh em, có thể hơn tại vì mình ước chừng thôi, có thể là khoảng 20 mét đó, nhưng mà không thấp hơn 16 mét nha anh em, giá là 600. Rồi, mã số 4, mã số 4 có hộp điện 3 pha. Hồi trước cái này mình bán tới 600 thì mình lục ra trong kho nó còn một cái sót nữa nên là mình bán thanh lý là 6 400. Thì cái này là cái ổ cắm điện 3 pha nha anh em. 3 pha của bên châu Âu, của cái tủ điện ABB nè, 3 pha. 3 pha dành cho 10 dòng 16A nè, EB chống nước 67 69 nè. Điện là 200V hoặc 415V đều ok. Thì cái này là khi mà anh em đâu cái cắm vào, anh em mới vặn qua on được nha anh em, còn anh em không cắm vào nó không cho bật nè. Nó rất là hay. Cái con này thì nó của thằng Made in Cộng hòa Séc nè, ABB. Đó, tủ này là tủ chống nước nha anh em, IP69 nè. Đó thì nhiều khi anh em mình bán cái này, anh em về anh em mua cái đuôi á, cái đuôi 5 chấu này nhiều khi nó lên tới 600-700 ngàn một cái chuôi nha anh em. Nên là anh em lưu ý về anh em tháo ốc này ra nè. Đó, không cần xài chuôi thì anh em câu ra, tại vì bên trong là những cái domino nó nối, và cái đây là cái công tắc để khi mà anh em gạt á, cái công tắc á nó ăn cái dòng điện, nó ăn cái điện nó chắc, nó không có bị nẹt ha. Thì anh em sử dụng cái này đó thì mình nó to nặng lắm, nặng khoảng tầm là 3 kg đó, như ABS chống cháy nha, là khi mà có chập điện á nó không có bị nám cái vỏ nhựa này đó. Đó thì anh em nào mà ở Việt Nam á mà hay đi cơ công đề điện á, anh em biết cái thương hiệu ABB này nè, tủ điện công nghiệp nè, dành cho nhà xưởng này kia mà đầu tư những cái này rất là đắt, mình thanh lý chơi chơi ha. 200 ngàn mã số 4. Rồi chạy qua mã số 5. Mã 5 thì mình bán thanh lý luôn, có thể gọi là thanh lý nha nè, tại vì trước mình bán tới 6 triệu gì đó thì tồn lâu quá mình giải quyết cho nó xong lô hàng mới cho năm mới. Đó thì đây của hàng Shimura nè, Denyua nè, điều tốc là từ 1.000 cho tới 4.000 vòng nha nè. Đó, zin nguyên bản luôn, cốt này kia cốt liền. Thì ở đây nó đang sử dụng là cái bánh cước này rất là lớn, bánh cước này đường kính là 25 của Đức ha. Đó thì cái này mình thanh lý là 4,5 triệu. Anh em tới nhà lấy giúp mình nha, mình sẽ không có ship cái này, ship cái này tại vì mình đóng thùng mút nên là chi phí cứ đóng thùng mút với này kia nó đội lên, nên là anh em nào tới nhà lấy giúp mình thì càng tốt, gọi đi phải đóng kỹ, không có nó quăng là công cái cốt này là thua nha anh em. Đó, con này điện là 100V, điện 100V nhưng mà nó ra cái motor điều tốc ở bên trong á là 3 pha 200 ha. Còn bây giờ mình sẽ cắm điện 100 nha anh em, cắm điện 100, điều tốc siêu êm luôn, điều tốc là tha hồ là chơi thôi. Đây mình tiến hành mình cắm vào cái ổ điện nha. Đó, điện 100 nha này, hiện tại nó đang là điện 100. Đây à, đây là cái công tắc nguồn nha nè, mình lộn hai công tắc rồi, đây là công tắc chạy nè. Đó, chạy siêu êm luôn, để mình tắt cái này đi cái đã, không có nó kêu reng 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 khó chịu lắm, chứ nó chạy siêu êm luôn. Đó, chút nó kêu reng reng khó chịu lắm anh em. Đó, chút nó sẽ kêu reng reng nè. Rồi bây giờ bật nè, anh em sẽ điều tốc, điều tốc nó từ 1.000 cho tới 4.000 vòng trên 1 phút nha nè. Mình dán qua đây cho anh em dễ thấy. Đó, nó đang quay nè. Rồi điều tốc lên nè, 2.000 nè. Chạy rất là êm ha, gần như nó không, anh em không có nghe tiếng. Thì anh em nào mà đầu tư cái này nè thì anh em sẽ được lợi, cái là nhiều khi anh em chà nhôm nó sẽ khác với chà mặt inox hoặc là đánh bóng đồng nhôm inox sắt thép, thì nó sẽ có cái điều tốc khác nhau để anh em ấy đó, để tránh cái trường hợp nó bị cháy, gọi là cháy cái bề mặt đó anh em. Đó, anh em có thể gắn miếng đánh rỉ nè, thì mình giao luôn cho anh em cái miếng đánh rỉ này ha.
Đó, anh em tới nhà, anh em chỉ cần mình sẽ giao cho anh em luôn, anh em về anh em chỉ gắn cái này vào cái cốt đó là anh em xài thôi, còn một bên là đánh bóng, bên này là bên đánh reset, chạy siêu êm luôn ha. Mình đưa lên cái tour 3.500 là gần như bằng mấy cái con mà phổ thông mà anh em hay mua. Và con này cốt rất là dài, để mình đo bằng tay sơ sơ 25 nè, 50. Con này cốt 75 nha em. Đế rất là chắc luôn. Siêu dày, cực kỳ đẹp luôn. Đó, lên tốc tối đa nè. Tốc tối đa này nè. Đó, có điều tốc điện 100V nha. Motor điều tốc chạy rất là đã, êm êm ru à. Mình đưa hết tốc rồi anh em. Đó. Rồi. Tắt nè, cái này là tắt nè, xong rồi mình mới tắt nguồn ha. Rồi. Bây giờ mình đi thử mấy cái quạt cho anh em, chứ còn cây thang nữa. Đó. Rồi ha. Đó thì con này chạy ok, không có vấn đề gì. Zin nguyên bản luôn nha anh em, mình chỉ có đi dây điện thôi, tại vì ngoài bãi nó hay cắt cái dây nguồn này nè, phải mở cái mặt đít ra. Câu hai cái cọng dây nguồn vô, bấm code vô cho nó sạch đẹp với anh em thôi, chứ còn ngoài ra mình không có can thiệp gì về cái mạch điện tử zin của nó hết á, tại vì bao bền luôn à ha. Rồi. Rồi đây anh em, thì mình sẽ thử qua biến tần nha. Thử cho qua biến tần. Qua biến tần thì anh em sẽ điều chỉnh tốc độ nè. Đó, bây giờ mình gạt qua ha. Đó, nó sẽ chạy lên từ từ. Đó. Rất là mạnh nha anh em. Rồi. Đó là mình chạy qua biến tần. Đó thì đây là cái điện của con biến tần, nó sẽ có cái tiếng nó rè là do cái tần số điện. Rồi bây giờ mình gạt qua để cho nó chạy tiếp này anh em. Gạt qua tại vì mình có thể đảo chiều mà. Chiều nào cũng được, bây giờ mình mới chạy đảo chiều đúng là theo cái này. Còn khi mà anh em đấu tụ á, đấu tụ thì cũng chạy y vậy luôn. Chẳng qua là cái tụ thì nó sẽ là nó đề lên cái rồi xong rồi nó chạy một tốc độ, và cái thứ hai nữa là nó chạy một chiều, nó không có đảo chiều được như là thông qua biến tần. Đó. Ha, thì dây qua biến tần này nè. Rồi, bây giờ gạt qua nè. Đó. Đây. Nè, mình sẽ điều tốc được nha anh em. Đó, mình cho nó chậm lại nè. Đó, nó đang chạy ở cái tần suất là chậm. Khi mà mình lên là anh em sẽ nghe cái tiếng gió nó khác. Đó, thì đây. Ok ha. Đó, thì tất cả nó có vậy thôi. Chạy ok. Đó, ngưng nè. Đó, thì biến tần nó sẽ thắng luôn, nó sẽ không có chớn. Rồi. Ok nha anh em. Đó thì anh em sẽ có hai lựa chọn, một thì qua biến tần, hai là chạy một pha đấu tụ thì nó sẽ còn khoảng tầm 300-400W gì đó là tùy. Đó, còn đây thì mình đang thử cho biến tần của anh em, biến tần mua riêng nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái quạt màu đỏ kia. Rồi đây thì mình thử cái này nha anh em, thử cái quạt điện 100V nè. Rất là mạnh ha. Đó. Công tắc ở đây, tắt nè, bật nè, cái tiếng gió nó sẽ lớn nha nè, nó do nó mạnh quá. Đó thì anh em làm thông gió nhà sự này kia là vô tư. Rồi tắt. Đó. Mạnh lắm nha nè, công suất là 500W, chống cháy, xài dưới nước xài trong mưa là ok, bụi này kia là không có sợ nó dính vô cái motor. Rồi thì con này nó sẽ khác con 2.2 ở chỗ là nó không có thắng của biến tần nên là nó theo chớn nó quay luôn. Rồi ok nha anh em. Nặng 17 kg, đường kính là 30. Rồi, bây giờ mình sẽ mở kiểu này cho nó dễ nha anh em, tại vì nó cái chỗ mình nó hơi chật á. Đây, mình sẽ mở kiểu này cho nó dễ. Đó, mình đứng như vậy. Xong mình sẽ dở cái chân ra. Dở cái chân ra nè. Chân một bên. Rồi. Bên này cũng vậy luôn. Đó, nó sẽ vô cái khớp ha. Nó tự nó vô cái khớp. Rồi, bóp hai cái chân vô. Đó, nó sẽ có cái ngàm để mình bóp lại nha anh em. Rồi, bóp ngàm mình nó sẽ rớt ra đây. Thực ra cái này nếu mà mình quen thao tác rồi nó dễ lắm. Đó, thì nó sẽ ra như vậy. Đó, và cầm cái thước đo giùm anh. Thì ở đây đang ở cái trạng thái là thấp nhất của nó nha anh em.
thấp nhất thì nó sẽ cao là 1m3, 1m4, 1m37, gần 1m4 đó. Thì ở đây nó sẽ có một cái thanh thanh đi lên, thanh từ từ kéo cái này ra rồi đẩy lên đó, thanh này để mình làm một cái tay vịn đó, khi mà mình nắm mình đi lên. Rồi thì thấp nhất là 1m4 ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nâng chân. Ví dụ anh em làm ở một cái sàn mà nó có nhiều cái không gian anh em muốn di chuyển á, thì mình sẽ nâng cái đầu kia lên để mình đẩy cái bánh xe thì mình sẽ di chuyển được nha anh em. Nhấc nhấc cái đầu lên kia đẩy tới miếng phút. Rồi đó, rồi thì nó sẽ có một bánh xe để anh em di chuyển nào đó. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nâng nâng chiều cao lên cho anh em nha. Đó, cái này mình tải hơn 100 kg không ăn thua nha anh em. Đây nó sẽ có một cái này anh em gạt lên đó, bấm cái này thì cái chân nó sẽ tự nó nâng lên ha. Rồi cho nó vô cái khớp là được. Ở đây nó có một cái lỗ ở đây để anh em bật cái là nó sẽ vào từng cái khớp này, nó kêu cái tách là được ha. Rồi bên kia cũng như vậy đó, thì khi mà anh em nâng lên như vậy nè, cái bánh xe này nó sẽ không có chạm nữa là ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chân bên kia đây ha. Thì khi mà anh em cao nhất nó sẽ được 1m73, 73 nha anh em. Đó thì nó rất là chắc ha, leo lên luôn đi. Thì cái này hồi trước mình dùng để thả đựng đồ thì nó hơn 150 kg lận, nó tới 100, nó tới 200 mấy chục ký lận, mình đựng đồ rất là nhiều. Đó thì nó không có bị biến dạng, không bị cong nha anh em, tại vì cái nhôm này là nhôm hợp kim. Nhiều khi anh em không biết anh em nhôm nào nó cũng giống như nhôm nào nào là nó không có phải. Đó, tải của nó cho phép là 150 kg, nhưng mà thật ra Nhật nó làm thường gấp 3 gấp 4 lần không à. Nhưng mà vì cái sự an toàn nó chỉ khuyến cáo mình có nhiêu đó thôi. Đó, thoải mái nha anh em. Ở đây, nó không có bị mục cứng hoặc là cong nhôm nha anh em. Đây là hai cánh tay đòn của nó nè. Khi mà tải càng căng á, càng cao á, thì cái này nó càng căng ra. Tại vì nó sẽ có lực tì xuống, còn ở đây nhiều khi nó chưa có đủ cái lực của nó nè. Đó, nó giống như là cái cánh tay đòn vậy đó. Rồi ha, ok. Cái này nó có sẽ có bốn góc luôn nha anh em, mình chỉ dựng lên một góc để mà mô tả sơ cho anh em thôi. Cái này thiết kế của nó là như vậy, không phải nó bị cong. Nhiều khi anh em nhận hàng về anh em không biết, anh em tưởng nó bị cong nữa thì khổ. Rồi con này mà giá hồi trước mình bán là 4,2 triệu thì bây giờ thanh lý luôn. Anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin, cái này không bao ship nha anh em. Anh em nào tới nhà lấy thì lấy, còn mà ở xa quá thì phải trả thêm tiền cước ra xe. Rồi ha. Đó, cái này nhôm rất là đẹp nha, và lau sạch đi là sử dụng thôi, tại vì để lâu nó dính bụi. Rồi ok nha anh em. Tiếp tục là cái tủ Merit nha anh em. Cái tủ này thì đây chiều ngang của nó là 75 nè, chiều cao là 1m1 ha. Đây 1m1, 75, 1m1. Để mình coi cái chiều sâu của nó là bao nhiêu. Rồi 75, 1m1 thì chiều sâu của nó là 70 nha anh em. 70, 75 và 1m1 đó. À, tủ rất là đẹp, chỉ có một cái vấn đề là có một cái ngăn này nó bị dập thôi nè, nó dập cái cánh tay đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới công năng sử dụng nha anh em. Đó, vách ngăn, vách chia là đầy đủ. Đây mình để trên nóc tủ nè. Đó, ví dụ như vách chia. Đó, ngăn đẹp, bạc đạn này kêu là ok. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngăn ha, 10 ngăn ok nha anh em. Có vách chia đầy đủ nha. Đó, nhẹ nhàng, tại là một ngăn là hơn 100 kg. Đó, đây bên trong là không có bị gì nha anh em. Hồi trước mình có đăng bán một lần rồi, thì giờ cho nó vào cái video thanh lý luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Vách ngăn này kia là đầy đủ nè, ví dụ như anh em tự sắp ngăn của anh em để đồ lớn đồ nhỏ gì đó thì anh em lấy cái tấm này ra. Đó, nhấc cái tấm này lên, cái này nó hơi kẹt rồi, chút phải nghiêng nó ra để lấy ra mới được ha. Đó, còn đây để mình lấy mấy cái tấm ở trên này cho anh em đó. Thì mà anh em vách chia nè, anh em muốn chia kiểu nào thì anh em ấy. Một cái tủ này nó nặng hơn 100 kg nha anh em. Đó chia ra. Ở đây mình nặng khoảng tầm 60 kg, mình đứng lên cái tủ này là không ăn thua nha anh em. Đó khi mà anh em tải hàng này kia đó, là nó khoảng tầm 100 kg một ngăn. Đó ok. À, có khóa đầy đủ nè, Merit Hamada. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Hồi trước mình bán là hơn 25 triệu, bây giờ thì thanh lý thì mình sẽ có giảm giá cho anh em, giảm sâu luôn nha anh em. Đó cực kỳ nặng luôn, 10 ngang. Rồi nè, bên hông nè không có vấn đề gì luôn nha, bên này cũng không có vấn đề gì. Đó tủ bả như vậy là quá đẹp rồi, dính cái dơ dơ về anh em chà rửa đi. Rồi ở đây thì nó như tên mình mô tả nè, nó dập cái này có xíu à, không ảnh hưởng. À rồi, bye bye anh em. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ mấy món hàng cho mình.